Hoa hậu Ý Nhi công khai bạn trai sau đăng quang, cớ sao cư dân mạng lại miệt thị. Ngay sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Hoa hậu Ý Nhi đã không ngần ngại công khai danh tính bạn trai là chàng sinh viên Đại học Kiến trúc. Việc tân hoa hậu công khai bạn trai khi đăng quang được xem là chuyện xưa nay hiếm. Tuy nhiên, động thái của nàng hậu lại nhận phải rất nhiều bình luận khiếm nhã từ cộng đồng mạng như: nhìn dáng vẻ kia chắc sớm chia tay thôi, chia tay chứ yêu đương gì, nhìn không xứng gì cả. Chúc mừng cậu bạn đã quay vào ô mất bạn gái. Khóc xong rồi thì cắt ảnh, chia tay bạn gái thôi. Đây là những bình luận xuất hiện dưới bài đăng trên hàng loạt fanpage đăng tải hình ảnh, thông tin bạn trai của Huỳnh Trần Ý Nhi. Trong số ít những người ủng hộ, số người khẳng định hai người sẽ sớm chia tay áp đảo. Đây là hành động được nhận xét là kém duyên, không văn minh và đầy định kiến của người dùng mạng xã hội. Bởi lẽ với nhiều người, hoa hậu không sớm thì muộn cũng sẽ yêu và kết hôn với đại gia. Sau khi hình ảnh bạn trai của Ý Nhi lan truyền trên mạng xã hội, nam diễn viên Bình An cũng đã đưa ra lời khuyên. Tôi hiểu rất rõ cảm giác của bạn lúc này, tôi cũng đã suy nghĩ lung tung rất nhiều, tôi mong hai bạn sẽ làm được. Trước đó vào năm 2018, nam diễn viên Bình An đã đến ủng hộ bạn gái tại Hoa hậu Việt Nam. Sau khi Phương Nga đặt ngôi vị Á hậu 1, nam diễn viên lên sân khấu chụp ảnh cùng với người yêu. Lúc đó thì nhiều khán giả cũng mang chuyện hẹn hò của Phương Nga, Bình An ra để bàn tán. Còn các bạn thì sao? Các bạn có quan điểm như thế nào về chủ đề này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé!